defeated. Dominate! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Thì trong trận đấu này, NMH sẽ làm về vị tướng Phoenix. Thì anh em cũng biết rằng thì bản cập nhật mới nhất thì Phoenix có cái sự thay đổi, và bây giờ thì thực sự đó là Phoenix không phù hợp với vai trò đi rừng nữa. Lúc trước thì Phoenix có thể là đi rừng được, khả năng áo nháy rất tốt, nhưng mà sau khi thay đổi thì có lẽ đó là Phoenix đi lén sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Phoenix sau khi thay đổi thì bây giờ thực sự đó là đi lén khá là hiệu quả ấy. Nói chung thì vị tướng nào cũng vậy thôi, sau khi thay đổi thì có những gọi là chức năng khác nhau, ví dụ như triều vẫn thay đổi thì bây giờ đi lén cũng dễ dàng hơn. Còn Phoenix sau khi thay đổi thì bây giờ chỉ có gọi là đi lén thôi, còn đi rừng bây giờ thì phải gọi là siêu yếu rồi. Phoenix bây giờ thì phụ thuộc vào đám nổ rất là nhiều, những cú nổ đám thì cái lượng sát thương bây giờ rất là tốt nhá, tốt hơn so với trước nhiều. Tất nhiên thì đối với Phoenix bây giờ đó là chiêu 2 nẹt điện thì anh em không thể gọi là một phá combat mà sử dụng được nhiều lần nữa, nên là bây giờ dùng chiêu 2 là để bỏ chạy tiết kiệm thôi, chứ không phải giống như trước kiểu là sử dụng gọi là chiêu 2 để có thể đuổi theo lao vào tướng địch. Bây giờ cũng có thể lao vào nhưng mà anh em phụ thuộc vào tình huống nữa. Về phần chiêu thức của Phoenix thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Về chiêu thứ nhất thì anh em ghim đó là vào mục tiêu. Thì anh em thấy thì tầm chuông thì có 4 cây chuốc. Anh em bắn thương thì sẽ đó là mỗi lon bắn thương thì sẽ có một cái chuông đủ 4 cái á, thì sẽ đó là nổ gáy đó là sát thương và làm choáng, và đặc biệt cú nổ đám đó thì cái lượng sát thương sẽ rất là tốt. Thứ hai nữa đó là về chiêu thức thứ hai thì nẹt điện giúp anh em có khả năng né được đó là sát thương của tướng địch, di chuyển cùng sẽ gọi là cơ động hơn bằng đó là chiêu 2. Nhưng mà chiêu 2 bây giờ thì anh em không thể sử dụng kiểu 2 lần so với trước sau khi tích điểm nội tài nữa. Còn chiêu cuối lại một điểm yếu nữa, đó là bây giờ anh em chỉ quăng ra được một lần thôi, không giống như trước anh em quăng ra rồi có thể thu hồi về đó là bản thân của Phoenix. Bây giờ thì anh em chỉ quăng ra được một lần duy nhất thôi, nên là việc anh em quăng chiêu cuối bây giờ phải chuẩn. Còn lúc trước thì anh em quăng không cần chuẩn cũng được, đối phương mà đuổi theo anh em có thể điều chiêu cuối về. Đó là về sự thay đổi của Phoenix. Đấy, pha này anh em thấy thì mình quăng chiêu cuối thì nó chỉ được một lần đó là duy nhất thôi. Pha này thì lượt chiêu 2 lên và tiện đó là ván heo tem địch lên bảng điểm số. Nói chung những pháp cảm giác an toàn rồi thì mình có thể lượt chiêu 2 lên. Còn nếu mà chưa an toàn thì anh em khoán đả lượt nhá. Bây giờ thì nếu mà chưa an toàn mà lượt lên thì rất chứ là nguy hiểm luôn á. Thì về cái lối chơi của vị tướng Phoenix thời điểm hiện tại thì lối chơi sẽ như thế nào? Đó là anh em cứ gọi là tầm chuống băng đó là chiêu 1. Sau đó thì anh em cứ bắn xa dành cho mình đó, cứ gây sát thương xa dành cho mình, chờ nổ đám. Nói chung cứ đúng đủ 4 điểm nổ đám phạt thì cái lượng sát thương sẽ cực kỳ là lớn. Rồi đấy, anh em thấy thì tiếp cận và bắn thôi. Đấy, và lên bảng điểm số đến từ Mina và Tém Ending. Bên cạnh đó thì chiêu của anh em sử dụng một cách hợp lý. Rồi pha này, ôi Flo tém địch bắn thú quẩy này thì lo tí nố này. Flo hổ báo thế nhá, pha đó mà vẫn dám bắn trù kia. Quá ghê gớm đến từ vị trí của Flo. Đàn hổ báo hơi quá đa rồi. Thế trên hiện tại thì team mình cũng đang nhỉnh hơn tí. Cái đĩa của mình thì cũng khá là đẹp rồi. 203 bây giờ bắt luôn ván héo này. Ủi ván héo tốc biến rồi. Thì tình huống này thì đáng thấy tầm nhìn quá là tớ, nên là chắc chắn thì chất đẹp cái trụ. Ôi thêm Mina này anh em ạ. Trận đấu này tem bên bàn hiệu khủng chế khá là khó chịu.
Thứ nhất là nó thôi miên đến từ Mina. Thứ hai nữa là ngục tu vĩnh hằng quá đã tớ. Pha này liệu có bắt được Van Hell hay không? Ôi pha này mình đang còn tốc biến nhá. Nhưng mà pha này dọn dẹp lính trước đã rồi bắt Van Hell sau. Bò vào chỉ cần hút phạt là mình bắt luôn Van Hell và lấy luôn cái trụ này. Đây hút bò. Ôi bò có ulti mà. Ôi không hiểu ý rồi. Mình tưởng là bò ulti luôn anh em ạ. Mình tốc biến lên chơi luôn. Ai xe là bò quay xé. Nhưng mà có lẽ là tình huống đó cũng không trách được bò. Nếu mà bò lao vào thì đáng bị trù bắn ấy. Pha đỏ sao mà trù bắn bò nha. Mình tưởng là ngon rồi. Ai dè là cuối cùng cải kết thì hơi khoái một tí. Rồi là lên bảng điểm số một màng điểm số hơi làng xẹt ấy. Vừa không lấy được cây trù của tướng địch. Vừa đó là có lẽ là tính mình cũng á vẫn chưa mất trù kia. Vẫn ca lên hay rồi. Tình huống đó thì Alistair thì chắc chắn nó khóa mình thì mình không làm được gì luôn ấy. Chất tưởng Alistair thì là một chất tưởng nếu mà bắt lẻ thì sẽ vô cùng khó chịu. Trong đó bắt tổng thì không đánh giá cao. Nhưng mà khả năng bắt lẻ thì Alistair là ông trùm rồi. Rồi lo Tino này. Lo này thì lo Tino này. Và tiện lo Tino lên bảng điểm số. Lo hổ báo thế nha. Gặp la chơi đúng là đánh anh em ạ. Quá là hổ báo đến từ Florentino của Team Mendic. Bây giờ thì mình sẽ lấy trụ, nhưng mà vẫn chưa là bắn được trụ. Lượt về nhà một xíu cái trụ đó thì chắc là sớm muộn thì cũng lấy được thôi. Rồi pha này, ôi Viera Team mình tốc biến chơi luôn hay quá. Nhưng mà cuối cùng thì Viera cũng phải mất cái màn chấm dứt. Một pha trao đổi không có lời rồi, mình thì bắn cái trụ và lui về một cách an toàn. Sau khi thay đổi thì việc đó là anh em không còn gọi là sử dụng chiêu hái được thường xuyên giống như kiểu trước nữa anh em ạ. Rồi follow án được màng của Vrep tìm mình rồi. Ôi follow tìm thấy mình, ui hài hóa kìa. Rồi follow đó chiến hổ bảo và bộc phá tiền follow lên bảng điểm số. Bắt đầu mình cũng hơi chủ quan đấy. Chưa hồi chiêu hái anh em ạ. Và cuối cùng thì bị Flo tìm thấy và mình phải lên bảng điểm số. Flo té bàn đánh rất chất hổ báo nhá. Xíu hổ báo luôn á. Nhận xét về chất tường một xíu thì anh em thấy thì đội hình của té bên bàn thì hiểu khống chế khá là nhiều. Còn đội hình của té bên mình thì cũng khá là khó chiếu ấy. Dần về sau thì đội hình té mình cũng rất chất khỏe. Nên là cũng không vấn đề gì ở giai đoạn cuối trận cả. Tém bên mình thì cũng đảm bảo cái đồ trấu bo, đồ chống chịu tốt. Bên cạnh đó thì lượng sát thương vẫn ổn, vẫn ok. Fenetil màu xa thủ đó là thứ nhất, khả năng lấy trù, lấy công trình. Rồi khả năng ăn mục tiêu lớn cũng rất là nhanh, tránh chấp mục tiêu lớn tốt. Ui, pha này Mina tốc biến, thôi xong rồi, bị thôi miễn. Dùng chiêu hái mãi nhưng mà không được anh em ạ. Bất ngờ quá, một pha tốc biến và kết hợp thêm cái chiêu cuối nữa. Và Flo tém bên bàn lao vào. Mình không kịp, không dùng được chiêu luôn ấy. Lỗi đây, tình huống đó thì mình cũng hơi chủ quan. Thực tế đối với Phoenix trước cái lối chơi của mình cứ theo thiên hướng kiểu đi lẻ ok, không sợ sát thủ. Nhưng bây giờ nó khác đi rất là nhiều rồi, nên là lối chơi phải thay đổi, cũng phải tập làm quen dần. Vẫn biết là như vậy, nhưng mà đôi lúc đó là nhiều khi quen là nó về chất tưởng ấy. Nói chung cái gì cũng vậy, thay đổi thì phải gọi là tập làm quen, giống như Triều vẫn thay đổi thì cũng phải làm quen với lối chơi khác nhau. Fan ấy thì cũng vậy anh em ạ, phải làm quen dần dần. Lúc trước thì cứ lao vào là hổ báo, lao vào là chơi luôn quật luôn không sợ ấy, bởi vì chiêu hái được thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó sẽ khác hơn so với trước. Kiểu là nhiều khi quên lao vào là ai dè là nó hôi được chiêu hái nữa ấy. Đôi lúc cái kiểu là lỡ chở này anh em ạ, do gọi là thói quen khó bỏ. Rồi, lo Tino thì đang đục đấy này, lại bắt này, bắt luôn này, này thì mua này. Phút lo rất chứ hổ báo nha. Ít máu hay là nhiều máu gì đó thì cũng cấn hết rồi, pha này mình sẽ bắt này. Chạy đâu, lên bảng điểm số này. Lượt lên này, nhưng mà không bắt được Mina rồi, Mina thì khá là trâu bò. Nhưng mà thôi, không sao cả, vậy là cũng thành công rồi. Về phần trang bị dành cho Phoenix thì bây giờ anh em sử dụng bộ trang bị cho mình như sau. Món đồ đầu tiên thì dành cho mục tăng tốc đánh.
Món đồ thứ hai thì anh em lên cho mình thành kiếm chí mạng. Món đồ thứ ba thì song đao bảo táp, tốc đánh, chí mạng và kháng hiệu ứng. Món đồ thứ tư thì anh em lên cho mình món đồ xuyên giáp là diệt thần cúng. Món đồ thứ năm thì anh em lên cho mình cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý và máu đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Đó là build đồ sử dụng dành cho Lord of Phoenix nhé. Với build đồ này thì cái lượng đám của anh em của hội trần rất là khỏe. Đầu trần thì Phoenix chưa thực sự khỏe đâu, nhưng mà cuối trần càng về sau càng khỏe. Bởi vì bây giờ anh em đi lén ấy, lên theo thiên hướng đồ này á, thì càng về sau sẽ càng khỏe. Những cú bắn mà rán nổ đám thì phải là siêu to luôn. Hiện tại bây giờ tém mình đang bị ép cả là gắt. Ui, phát đỏ vẫn không ăn được ná kia. Ui, hay đấy nha. Team bên mình bị lên bảng điểm số 4 người thôi, chỉ còn mỗi mình nữa. Và này thì chắc là mất cây trù đó rồi anh em ạ. Ui, bị thôi miên. Ui, không lượt được luôn ấy. Khó chịu thế. Thực sự đó là quá nhiều hướng khống chế luôn ấy. Nào là khiếu khích đến từ Mina này, nào là làm choáng đến từ Ván Héo này, làm choáng đến từ Aletter này. Ui, follow tem đi kính nha. Follow hơi bị hổ báo ấy, múa cũng rất chứ là hay nhưng mà hổ báo quá. Kiểu follow của tem bên bàn kiểu là sứ mệnh nó cấn 4, cấn 5 ấy. Hay đấy, mình thấy là follow múa hay nhưng mà hổ báo quá anh em ạ. Có lẽ nó cần kiêm chế lại đến từ vị trí của follow. Chứ cứ hổ báo cấn 4, cấn 5 như vậy thì rất chứ là khó. Đặc biệt là giai đoạn đầu, giai đoạn về 6 càng khó nữa. Mấy thằng nhóc, à, follow được, gáy à. Hôm nay thì gáy với chúng tôi này. Bây giờ thì mình có cái món đồ xuyên giáp rồi. Nên là bây giờ thì lượng sát thương của mình cũng bắt đầu là ổn đấy. Có diệt thân cúng, có thêm cái nánh nữa thì cái lượng đám càng to hơn nữa. Mấy phá bị Mina tém đi cái kéo khiếu khích. À, phá này bắt phơ ló này. Chơi luôn này, gáy à, mấy thằng nhóc đúng không? À, bắt ná được này, hay này. Này thì ná này, chiếu cuối luôn này. Này thì nu ná nu nóng này. Tiền ná lên bảng thì dụng. Này thì mấy thằng nhóc, này thì mấy thằng, này thì mấy thằng nhóc này. Lên bảng điểm số tiếp theo này. Ok, lấy luôn trù này. Thể lĩnh thì đáng đẹp, tém thích lên bảng điểm số 3 người rồi. Vào tành luôn bao. Ui, Mina lại tốc biến, lại khiêu khích. Ui, lại áp chế. Cũng có giải rồi. Khó chịu nhờ. Hai lần rồi anh em ạ. Mình tưởng là pháo đỏ bao vào tánh rồi sau đó mình lấy trù rồi. Có thể là hạ gục tướng địch nữa là ngon rồi. Ai dây Mina nó ở phía sau, nó tốc biến, nó khiêu khích vào. Rồi thêm cái ngục tù vĩnh hằng quả là tớ sử dụng nữa. Mình lên bảng điểm số không dùng được chiêu luôn ấy. Khi sử dụng ngục tù vĩnh hằng rồi thì kiểu là bất lực. Khi đó thì nhờ đó là những cú hất tung đến từ tố rố á, thì có thể ngắt cái trạng thái chiêu cuối của Alastor thì còn được. Còn không thì kiểu bất lực, lực bất tòng tâm luôn. Hơi bị khó chịu đó nha, mình sẽ cẩn thận hơn tí nữa anh em ạ. Mấy phá kiểu là hơi chủ quan khiến gọi là Mina nó cứ tốc biến phạt rồi khiếu khí cách khó chịu. Thì bây giờ không chủ quan rồi nhá. Cứ nghĩ là hai chất tưởng kiểu là SP kiểu là không có lượng đám nhiều. Ai dè là mình bị trù bắn nữa, phải lên bảng điểm số. Rồi, phá này thì đáng tập trung khá là đông. Rồi, lại bị đó là khiếu khích nhưng mà không sao cả. Lần này thì mình vẫn đang còn chiêu hái và lùi về được. Tém địch chất đủ sát thương. Nhưng mà tím mình đã phải lên bảng điểm số 3 người rồi. Triệu vẫn thì chỉ còn tí máu. Alistair khó chịu quá, kiểu ra nó khóa phạt. Sau đó tém địch bảo hơi nón. Gáy kính thế bạn ơi. Rồi, á, à, cấu được chiêu cuối rồi thì ngón này rồi. Mình xả được thứ này. Tiền một người lên bảng điểm số này, hai người lên bảng điểm số này. Và lui về đó là một cách an toàn. Này thì hơi nón với chúng tôi này. Phải có một người cấu kéo được cái chiêu cuối quá đã tới thì khi đó mình sẽ dễ đánh hơn. Ok, nói chung trận đấu này mà bo cấu kéo được cái chiêu cuối đã tới là được. Đây, bây giờ mình có cái nánh rồi này. Floor đâu ra đây? Có cái nánh rồi thì cái lượng sát thương sẽ càng tốt. Đối phương mà dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% sát thương nữa. Rồi, đáng thấy tầm nhìn của Floor này lại bắt luôn này. Lo tí nô này. Đấy đúng không? Này thì lo tí nô này, chiếu cuối này, chiếu 1 này, chiếu 2 này, bay mau này. Bốc hơi không kịp dùng chiếu nữa này.
Chưa cây tôi hịt gãy, mấy nay thì mấy thằng nhóc này thì hơi nón này. Fenix thì mình đã phân tích rồi, bây giờ thì anh em rất cần đô nhá. Fenix có đô thì giai đoạn V6 bắn nổ đám siêu to luôn đấy. Những phát nổ đám có thể lên 5-6.000 đám ở trên thương. Rồi pha này thì bắt luôn vào vị trí của ná này, này thì ná này lên bảng điểm số này, quang chiêu cuối tốc biến. Rồi chiều vận tay mình thì đang vào gọi là can quét, bắt được đó là xa thủ tím bên bên địch, mình lượng máu thì cũng khá là thấp, lùi về. Và anh em thấy thì bây giờ tem mình ăn được 1, 2, 3, 4 người của tem địch. Phở ló thì còn 2 giây nữa ra, thì chắc là anh ta thân xê ra bây giờ là hợp lý này. 10, 5, 11 cái điều ấy thì cũng khá là tròn trịa. Bây giờ thì sẽ ăn luôn đó là con ta thân xê ra này nhá. Ôi nhưng mà phở ló đang trên đường ra anh em ạ, nó vừa ăn cái sói mạc. Ôi phở ló tem địch này lo tino này, này thì lo tino này, anh em thấy nổ đám to chưa? Phở ló lên tánh mà nổ đám còn to như vậy, còn mà không lên tánh nữa thì siêu to khổng lồ. Mình đã nói rồi, bây giờ Fenix ấy thì những cú nổ đám khi anh em tẩm chuông thành công á, đánh 4 phát nổ đám thì đám siêu to luôn. Thì bây giờ có ta thân xế giá rồi, với lời thế gọi là hơn người nữa thì chắc chắn là sẽ tổng tấn công lên luôn thôi. Nói chung nếu mà trong combat tổng thì team mình cũng khỏe mà. Bắt lẻ thì tem đi có Alistair và Mina thì sẽ hơi khó chịu, còn trong combat tổng thì team mình quá là khỏe luôn này. Cứ bo tô đối chồng chiêu cấu kéo được, chiêu cuối quả Alistair là được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy luôn cái trụ này này, quăng chiêu cuối vào để kẹp góc, dọn dẹp lính, rồi lấy trù nhá. Vera tem mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Và này thì lo tí nốt này. Hiện tại thì lấy được một đường lính siêu cấp rồi. Thế lính thì cũng đáng khá là ủng hộ. Và này vào chơi luôn. Cấu kéo đó là chiêu cuối cả là tớ phạt là được. Đây, hay quá rồi. Còn bắt tổng thì không sợ rồi. Bắt nền này thì khóa với chúng tôi này, quăng chiêu cuối ra này. Một em lên bảng điểm số này, chạy đấu hai em lên bảng điểm số này. Thần thánh dành cho mình và trận đấu kết thúc. Về bảng ngọc dành cho Fanny thì anh em sử dụng cho mình như sau: ngọc đỏ, tỷ lệ chỉ mạng và sát thương chỉ mạng, ngọc tím, 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh, công vật lý và xuyên giáp. Còn về phù hiệu thì tính lính giúp đó là gia tăng lượng vàng. Và trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.